Tin nóng trong ngày, Trúc Nhi Diệu Nhi tập đứng tập bò, ôm hôn thấm thiết khi ở cạnh nhau. Kính thưa quý vị, mặc dù đã 2 tháng sau cuộc đại phẫu của hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi, song hàng triệu người dân cả nước vẫn đang mong ngóng theo sự bình phục và phát triển của hai bé. Nhìn thấy nụ cười của hai bé, ai ai cũng yên lòng và yêu mến hơn. Hiện tại thì hai bé đang tập đứng, tập bò và thực hiện nhiều bài tập khác để làm hai em bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Sau gần 2 tháng phẫu thuật tách rời vùng bụng chậu, hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi hiện đã hồi phục, hiếu động, thích nghe nhạc, hàng ngày tập bò để lên sức cơ tay. Cứ đều đặn 14 giờ hàng ngày, các kỹ thuật viên Bệnh viện Nhi đồng thành phố lại tập luyện cho hai bé những bài tập trị liệu phục hồi chức năng từ dễ tới khó. Mỗi bài tập hầu hết đều có sự tham gia của cha mẹ hai bé. Chuyên viên ngôn ngữ trị liệu cũng hướng dẫn bài tập ăn trong khoảng 30 phút để hai bé tập dùng muỗng múc thức ăn. Chuyên viên vật lý trị liệu tập cho Trúc Nhi tự ngồi dậy và kéo giãn cơ vùng chậu hông. Đây là bài tập vận động đầu tiên giúp bé có thể tự ngồi và ngồi vững. Đặt Diệu Nhi nằm xuống sàn, chuyên viên vật lý trị liệu và mẹ bé chị Trần Thị Hồng Thúy hỗ trợ bé thực hiện động tác bắt cầu, một bài tập mạnh giúp cơ hông và hai chân bé chịu lực tốt, hỗ trợ cho việc tập đi sắp tới. Cứ vậy, ở mỗi bài tập, hai bé được các chuyên viên bố trí trong các không gian nhiều màu sắc và vật dụng khác nhau. Bên cạnh đó, Trúc Nhi được mẹ và chuyên viên hỗ trợ bài tập đứng bằng cách vịn vào khung thép. Hai bé được bố mẹ và các chuyên viên vật lý trị liệu tập thăng bằng trên xe đẩy. Đây cũng là phút vui chơi hiếm hoi của hai chị em trong khuôn viên khoa phục hồi chức năng trước khi tiếp tục các bài tập trị liệu trong ngày. Hai bé mất khoảng 10 phút cho bài tập này. Tại giường bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên động viên Trúc Nhi tập bò. Bé gái 14 tháng tuổi đã tự trụ trên hai chân và dùng sức chịu lực của hai tay. Bé bò còn khó khăn nhưng rất cố gắng. Trúc Nhi cười tích mắt khi thấy ống kính máy ảnh. Nằm trên giường, em thường xuyên bò trường, đùa giỡn khi gặp các điều dưỡng. Vừa được bế sang giường bên cạnh chơi, Diệu Nhi liền ôm hôn và nắm tay Trúc Nhi. Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, trưởng khoa hồi phục chức năng Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết sức khỏe của chị em tiến triển rất tốt, nhất là khứu giác, lanh lợi và vui vẻ. Hai chân các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, đã có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Hy vọng khoảng 2 tháng tới, khi bé đứng vững, trục chân thẳng, không cần bấu vịn thì sẽ bắt đầu tập đi. Thưa quý vị, hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã can đảm và dũng cảm vượt qua mọi thử thách của số phận để đến được ngày hôm nay. Hy vọng rằng hai bé sẽ luôn khỏe mạnh để không phụ sự kỳ vọng của người dân trên khắp cả nước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!